cái nguồn hạnh phúc cho đến cái tình thương của mình đó, nó tự nhiên nó tự mở lần ra thì những cái kia nó bị mờ lần đi. Dạ, nó giống như một cái tỷ lệ vậy đó. Thì cái bài đó tuy là con biết là nó trúng theo cái thấy bài này nó làm nó rất là có lợi, có lợi cho chúng con. Dạ, qua cái bài thì vừa con biết tương tự đó. Con biết có một thời gian ngắn thôi mà chị Lan con thấy con người con cũng có cái sự thay đổi nó rất là lợi ích. Dạ, con biết cái đây là tự nhiên con biết người con nó xúc động là nó có một cái thay đó mà con cũng không có diễn đạt được, mà những cái hồng mà con không bỏ được tự nhiên là con thấy ra. Dạ, con thấy ra. Dạ. Bây giờ con lưu ý về cái tâm từ. Khi mình tâm từ thì mình biết Đức Phật nó dùng cái tâm từ để đối trị tâm sân. Đối trị tâm sân nó có hai tốc độ. Tốc độ đối trị cái tâm sân của người khác mà đối trị tâm sân của mình. Cho nên phải nhìn thấy. Ví dụ như bây giờ người ta đang sân mà do tâm từ thương yêu họ thì nó sẽ làm cái tâm sân của cái người đó nó giảm xuống. Nó làm từ mà cái lòng từ của mình do nó phát khởi thì nó ngăn nó diệt cái tâm sân của mình. Cho nên nó ngăn và diệt hai cái góc độ, nó có rõ ràng và cụ thể. Cho nên khi biết là gợi được một cái hình ảnh, được một cái sự xúc động, gợi một cái lòng thương yêu, được cái kết quả của nó đem đến, mình cũng thấy thấm thía quá cuộc đời. Cho nên mình cái người mà nói lên được cái lòng từ thì nó làm cho cái lòng sân của kẻ khác nó giảm xuống, nhưng mà cái lòng từ nó đứng trước cái lòng sân của người khác mà nó giảm được cái lòng sân của mình. Đó, mình lưu ý kỹ về vấn đề viết này để khi đó mình thấy mình viết xong nó có cái sự xả tâm mình rất lớn, nó làm cho mình thấy cuộc đời của mình thích thú ở trên cái sự tu tập đó, trên cái lòng từ bi đó, cái lòng thương yêu đó. Cho nên mấy con viết thì mấy con càng đưa ra những cái mẫu chuyện và xét qua cái mẫu chuyện đó là mẫu chuyện của cuộc đời của mình từng gặp, từng nghe, từng thấy, nó thấm thía cuộc đời mình lắm. Xung quanh anh chị em mình, xung quanh những người thân mình, nó có những cái điều mà nó có thể làm cho dằn nhớ hờ phiền não mà mình nghĩ cho mình viết ra cái lòng từ của mình thì mình thấy nó thấm thía lắm. Cho nên sự tu tập của đạo Phật nó rất lớn. Nếu mà mình mục đích mình viết để cho mình xả được cái tâm của mình đó thì nó lợi ích lắm, mà nó hay cái gì, nó đức từ tâm rồi đức bi tâm rồi đức xả, đức nghĩ tâm rồi đức xả tâm. Mỗi cái đức vậy nó nhiều ở trong nhiều cái tiểu đề của nó để cho mình viết từng cái đức nó ra.